Xin chào toàn thể anh em. Một trong những cái mẫu xe MPV 7 chỗ rộng rãi bên Anh đến từ thương hiệu Nhật Bản. Form mới, form đầu to rồi. Toyota Innova sản xuất 2016 phiên bản số sàn. Phiên bản số tự động nhé, xin lỗi anh em. Phiên bản số tự động máy 2.0. Bản này là bản đủ rồi. Innova thì nó không có nhiều phiên bản khác nhau mấy. Cuối 2016 thì Toyota Innova lên form mới. Vâng, đây, phía bên đây là chiếc Toyota Innova lên form mới này, bản E form mới số sàn. Nhưng chiếc này thì form cũ, nhưng cái mặt ca lăng cũng khá là đẹp rồi, thay đổi khá là nhiều và mức giá nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với form mới, nó chênh lệch nhau mấy chục triệu anh em nhé. Đó, xe này thì không taxi, không dịch vụ nhé. Mang biển kiểm soát Thái Bình 17A12471 2016 và mức giá chỉ loanh quanh hơn 400 một chút xíu thôi anh em nhé. Đấy, lốp láp rất là dày. Nó là răng phay luôn. Đó, phanh đĩa ABS. Hạn đăng kiểm 2024, tận tháng 10 2024, xi nhan tích hợp trên gương. Sơn xi con này quá đẹp luôn nhé. Đấy, hệ thống phao chỉ đây. Đó. Đấy, tất cả các cánh đều còn rất là đẹp này. Phần táp ly này. Ốc ếch bản này đây, nguyên bản nhé. Nội thất ghế da này, ghế rất là sáng. Bản này thì trang bị hai túi khí, một cho người lái và một cho phía bên phụ. Trang bị màn hình Android 9 inch, cam lùi, điều hòa cơ, khóa điện, số tự động, số zích zắc nhé. Vô lăng 4 chấu. Vô lăng khá là đẹp nhé, vô lăng này là lên kiểu vô lăng Fortuner rồi, và không như cái mẫu xe, những cái mẫu form cũ nữa. Trần lì nguyên bản, điều hòa 3 dàn. Nói chung là chiếc xe này thì về anh em chỉ việc đổ xăng là chạy thôi. Sơn xi thân vỏ, máy số vẫn còn zin. Chiếc xe này thì anh em về mua chạy dịch vụ, nhưng theo em ấy, hoặc là mình sử dụng cho gia đình, công ty gia đình cũng được. Nhưng theo em ấy, nếu mà có chạy dịch vụ ấy, thì mình nên chạy dịch vụ cao cấp hơn, ví dụ như khách chuyên gia, vì phiên bản số tự động đi nó sẽ rất là êm. Có những người mà ta có tiền thì người ta thích cái sự êm ái hơn, vì có thể người ta đi những cái xe tiền tỷ rồi. Hàng ghế thứ hai, chỗ để chân thì rộng vô địch trong cái phân khúc này. Về phần bền lành thì dòng xe này thì chắc em không cần phải nói thêm, được khẳng định ở thị trường Việt Nam rồi. Vâng, anh em mà mới xem video của em lần đầu thì nhớ đăng ký kênh giúp em để cập nhật những cái mẫu xe mới nhất về điện thoại mà em đưa lên. Anh em xem xe để tìm cho mình, gia đình một mẫu xe phù hợp với nhu cầu đi lại, với nhu cầu công việc cũng như là việc kinh doanh. Đấy, đuôi nước gió này, đèn phanh trên cao này, màn hình cam lùi đầy đủ. Bản này trang bị động cơ là 2.0 nhé. Đấy, trên những form mới thì nó có thêm cái đèn ở cái phần cốp này. Đó, rất là đẹp. Ba hàng ghế rộng rãi và vẫn có chỗ để vali, để đồ này. Ví dụ như cái hàng ghế này, mà hàng ghế thứ ba mà anh em không dùng đến thì treo lên nhé, để đồ rất là thoải mái. Đó. Hệ thống phao chỉ đây, ốc ếch này, nguyên bản hết. Một chiếc xe khá là chất lượng trong tầm giá này. 2016, sơn xi màu vàng cát này rất là sang, gầm bệ rất là chắc chắn nhé. Dòng Innova này thì có cái hệ thống khung gầm rời và dẫn động cầu sau. Đấy, đi đường trường thì rất là hay luôn. Đó. Sơn con này thì miễn bàn rồi. Đấy, sơn xi đẹp, lốp láp ok. Bình xăng của dòng xe này là hơn 50 lít nhé. Ghế da mướt mượt. Táp đi sạch sẽ, cả cuốn cánh luôn. Đấy, cửa đóng cực kỳ là êm nhé. Vâng, là chiếc Toyota Innova sản xuất 2016 phiên bản số tự động máy 2.0. Đang có mức giá đề xuất là 420 triệu đồng. Bên em bao hồ sơ cho anh em. Hiện tại thì cái vấn đề là mình mua xe thì cũng đa phần là vào tên rồi,
vào tên trên đăng kiểm rồi, và tên định danh rồi. Đấy, hoặc là anh em vẫn có thể để đó, mình đi vẫn ok, không sao cả. Chưa ai bắt phạt cái việc là định danh cả. Đấy, nó có một cái chút là đó là nó bây giờ hiện tại thì sẽ không có cái việc công chứng ủy quyền. Anh em mua xe thì phải ra tên nhé. Đấy, nhưng mà mình không công chứng, mình không ra tên thì vẫn đi bình thường. Anh em sẽ làm giấy tờ đầy đủ cho anh em, không phải lo. Đấy, và khi anh em mà mua xe bên em thì nó sẽ đảm bảo về cái vấn đề pháp lý, an ninh, đảm bảo đấy, giấy tờ đầy đủ. Ví dụ những vấn đề mà xe có vấn đề gì thì bên em sẽ lấy lại xe, anh em yên tâm. Đó, ABS túi khí đầy đủ này, Oddo hơn 15 vạn. Vô lăng này quá là yêu luôn. Vô lăng đẹp nhất nhà Toyota. Đấy, khóa điện này, hai chìa nhé. Trên mà bản đủ thì có cảm biến sấy kính này, hộc để đồ, để điện thoại này, rất là ok nhé. Để cốc nước này. Riêng cái dòng Innova phiên bản số tự động thì củ số cực kỳ là gọn, số zig zag rất là dễ đi. Những cái phiên bản số sàn thì số nó hơi cao, nhiều khi đi nó mình mà không đúng vòng tua nó hơi rung. Đấy, nhưng đấy, dòng này thì số chắc lịch luôn, cần số thấp, số zig zag thì cứ rất là dễ dùng. Màn hình cam nùi nét căng luôn. Đó, cảm biến phía trước. Máy nổ khá là êm, gần như ngồi trong xe thì không thấy gì cả. Đấy, dòng này thì điều hòa thì cực mát rồi, miễn bàn rồi. Dòng nhà Toyota này thì điều hòa mát, nội thất rộng, máy móc bền này. Đó là ba cái ưu điểm lớn nhất của những cái mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản, nhất là nhà Toyota. Gương kính chỉnh điện, gương cụp xoay hết này, đầy đủ hết nhé. Phần gương, phần kính, phần đèn em bao test cho em anh, cho anh em. Sau đây em sẽ tiến về phần khoang máy này. Ôi, cửa nóng quá là êm. Lốp lắp mới, đăng kiểm 2024, tháng 10 2024 nhé. Đèn đóm thì không phải bàn rồi. Đấy, mặt ca lăng sáng bóng luôn. Chỉ có cái biển số này là trước cái người mà ta đóng cái lốc này là bị lỗi, là bị hở nhé. Đấy, nên bên trong nó mốc thôi, chỉ còn cái biển nó vẫn nguyên vẹn anh em ạ. Cái này mình có thể về vệ sinh hoặc là mình thay cái ốp khác. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Toyota Innova sản xuất 2016 phiên bản số tự động. Máy 2.0, máy đặt sau, máy đặt dọc dẫn động cầu sau, hệ thống treo độc lập phía trước và treo phụ thuộc phía sau nhé. Khung gầm giờ. Đây, máy số, phần máy số vẫn zin nguyên bản này. Những cái vết sơn, ốc áp, vuông ghép. Đó, phần keo đuôi chuột anh em này. Đó, riêng phần máy thì anh em yên tâm luôn. Không đâm xô tay lại ngập nước, lại phần keo chỉ đây, ách này, đó, vuông đét đẹp. Đây là cụm chia ABS, phanh để ABS chống bó cứng, chống trơn trượt nhé. Ở trên những cái form mới như này, đấy, thì sẽ có chế độ Eco Power, nhưng cái mẫu cũ này thì chưa có anh em nhé. Đó, phần đầu răng này. Đó, cái lỗ rất là tròn này. Đó. Máy nổ êm, khô ráo sạch sẽ, máy số zin nguyên bản. Vâng, là một chiếc Toyota Innova sản xuất 2016 phiên bản số tự động, máy 2.0, xe tư nhân, không taxi, không van đục, sơn xi vỏ vàng cát. Xe đăng kiểm dài, máy số zin, thân vỏ zin. Có mức giá đề xuất là 420 triệu đồng bao hồ sơ cho anh em. Anh em mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe này liên hệ em Khánh theo số điện thoại 0818732286 hoặc số 0917165240. Anh em liên hệ trực tiếp với em Khánh đến làm việc thì sẽ có mức giá ưu đãi hơn một chút nữa cho anh em nhé. Vâng, và anh em có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Đấy, bên em thì có cả ship xe toàn quốc cho anh em. Đấy, anh em xem xe trên ảnh, trên video
cảm thấy ok, cọc tiền em cho lên được, xem xe cảm giác ok, full tiền. Đó. Vâng, em xin để kết thúc video đây. Xin chân thành cảm ơn anh em đã đồng hành ủng hộ kênh ô tô hay. Xin chúc anh em luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn lại anh em ở những video tiếp theo.